Tin Bắc Hàng Chủ tịch Kim Jong-un mời Đức Giáo Hoàng thăm Bắc Hàng. Ngày 9 tháng 10 vừa qua, tất cả các hãng truyền thông quốc tế đều nhanh chóng đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàng ngó lời mời Đức Giáo Hoàng Phan -cô đến thăm Bình Nhưỡng. Tin trên làm giới truyền thông quốc tế sừng sốt vì từ đời ông cố là Kim Nhật Thành đến đời cháu là Kim Jong-un đều là những người bị thế giới lên án là đã đàn áp tự do một cách tồi tệ nhất lời mời của Chủ tịch Kim Jong-un được chuyển tiếp qua Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in là một tín hữu công giáo sẽ đến Vatican trong hai ngày vào tuần tới để tìm kiếm sự trợ giúp của Đức Giáo Hoàng trong việc giảm bớt mối căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Moon đã gặp ông Kim Jong-un trong tháng trước tại Bình Nhưỡng. Trong cuộc gặp này, Chủ tịch Kim Jong-un nói với Tổng thống Nam Hàn rằng nếu Đức Thánh Cha viếng thăm Bình Nhưỡng, chúng tôi sẽ chào đón Ngài một cách rất nồng nhiệt hiện nay chưa có bình luận nào từ Vatican về việc liệu Đức Giáo hoàng Francisco có nhận lời mời của bác hàng hay không.